Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Để các bạn chưa biết mình thì mình tên là Chi Nguyễn, mình là thạc sĩ giáo dục và hiện đang công tác tại một trường đại học tại Mỹ. Ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp mà mình từng sử dụng để đạt được điểm tối đa 4.0 trên 4.0 GPA trong thời kỳ mình học thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ. Phương pháp này bao gồm các cách tiếp cận của mình đối với từng môn học, trước kỳ học, trong kỳ học và cuối kỳ học. Mình sẽ để timestamp phía dưới để các bạn có thể tiện theo dõi và có thể skip đến phần nào các bạn quan tâm. Nhưng trước hết, mình muốn chia sẻ một số background về mình để các bạn hiểu hơn về hành trình của mình và tại sao mình lại có những cái lời khuyên mà mình đưa ra cho các bạn tới đây ở trong video. Mình tốt nghiệp thạc sĩ năm 2014 tại University of Pennsylvania, là một trường tư, trường Ivy League nổi tiếng tại Mỹ. Và sau đó mình học tiếp lên tiến sĩ và mình tốt nghiệp năm 2020 tại Penn State, là một trường công, trường nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ. Thực ra khi mình còn học ở Việt Nam thì mình có lực học khá, nhưng mình chưa bao giờ thuộc dạng giỏi hay là giỏi xuất sắc cả. Nếu các bạn đã từng xem video của mình về thời kỳ mình học đại học tại Việt Nam có tên là Từ không điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ thì các bạn cũng biết rằng là mình có cái xuất phát điểm rất là thấp, mình phải nỗ lực, phải cố gắng rất là nhiều thì mới có thể vượt qua cái khó khăn ban đầu để sau này mình tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và mình giành học bổng đi học thạc sĩ và tiến sĩ tại nước ngoài. Sự thật là từ khi mình sang Mỹ học, mình chưa bao giờ bị điểm nào dưới điểm A cả. Mình đã từng bị điểm A trừ, nhưng mà mình chưa bao giờ bị đến điểm B cả. Do vậy là cái tổng điểm của mình luôn được điểm tuyệt đối. Nếu các bạn còn hoài nghi thì đây là bảng điểm bậc thạc sĩ của mình tại UPenn và đây là bảng điểm bậc tiến sĩ của mình tại Penn State. Mình kể ra tất cả những điều này không phải để quảng cáo cho bản thân, bởi vì là nếu các bạn đã học đến trình độ tiến sĩ thì các bạn biết rằng là ở một cái trình độ cao như vậy thì người ta không quan tâm đến điểm GPA của bạn nữa, mà người ta đánh giá cái năng lực của bạn bằng cái công trình khoa học, những cái xuất bản của bạn. Do vậy là thực ra đối với mình ấy, cái con số 4.0 này nó cũng như mọi con số khác mà thôi. Tuy nhiên thì mình muốn dùng cái câu chuyện này vì là mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn nào mà đang gặp khó khăn trong việc học. Bởi vì bản thân mình cũng có xuất phát điểm rất là thấp và mình rất là khó khăn, mình đã từng từ bỏ, mình còn suýt nữa bỏ học đại học tại Việt Nam, chứ đừng nói đến học đến thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Mình muốn dùng cái câu chuyện của mình để nói cho các bạn là các bạn đừng từ bỏ, các bạn đừng cảm thấy là mất niềm tin, vì có thể mình tin rằng là các bạn có năng lực, nhưng có lẽ là bạn chưa tìm được cái phương pháp nào phù hợp để các bạn có thể nâng cao trình độ, nâng cao cái điểm số của mình. Vì thế mình hy vọng là cái video này với những cái lời khuyên của mình sau đây sẽ giúp cho các bạn có được niềm tin và có được cái phương pháp tốt để theo đuổi công việc học của mình. Vậy chúng mình bắt đầu nhé. Ở giai đoạn trước kỳ học thì điều quan trọng nhất là mình phải chọn được cái môn học và cái lớp học phù hợp cho mình. Ở đa số các trường đại học tại nước ngoài và một số trường đại học tại Việt Nam thì bạn có cơ hội được lựa chọn những cái môn học nhất định của mình. Thì ở trong cái trường hợp mà bạn được có sự lựa chọn ấy, thì mình cần phải lựa chọn kỹ xem cái môn học nào nó thực sự phù hợp với khả năng của mình, cái môn học nào nó giúp cho mình mở mang kiến thức, giảng viên nào mà thực sự có đạo đức và có cái khả năng truyền đạt tốt. Bạn nên mang cho mình cái tâm lý của một người mua hàng. Mình chọn cái gói kiến thức mà mình cần sử dụng. Đừng nên chọn cái lớp học mà chỉ vì có bạn của mình theo học, hay là chỉ vì nó dễ để mình ăn điểm cao, để mình tốt nghiệp. Đừng nên như thế, bởi vì nó rất là phí thời gian, cái phí cái công sức của cải tiền bạc mà bạn phải bỏ ra để học cái khóa học đấy. Thường trước mỗi kỳ học, khi lịch dự kiến môn học được thông báo, mình thường chủ động nói chuyện với tất cả mọi người về các môn học dự kiến. Ý mình là tất cả mọi người. Ví dụ mình hỏi cán bộ hành chính trong trường xem môn học mình quan tâm có yêu cầu nền tảng học trước gì không, giảng viên môn đó thế nào, môn đó nếu mình không lấy kỳ này thì kỳ sau còn môn đó không. Mình cũng liên hệ với giảng viên để xin trước giáo trình tham khảo xem mình có thực sự thích không, và đây cũng là một cơ hội để giới thiệu bản thân và quen biết thêm giáo sư mới. Mình cũng nói chuyện với các bạn học đã từng lấy lớp hoặc đã từng làm việc với giảng viên dạy môn đó để có thêm thông tin. Nếu không thể đưa ra được quyết định trước kỳ học, mình thậm chí còn ngồi thử một số lớp trong buổi học đầu tiên để xem nội dung học, phong cách giáo viên và không khí lớp học như thế nào. Sau đó mới chốt lại 3-4 môn hợp lý nhất để đi theo trong cả một học kỳ. Mình dành chút thời gian mình chọn lựa ban đầu ấy, thì cái cơ hội thành công của mình đối với môn học ấy, sau này sẽ cao hơn rất là nhiều. Vì mình tự tin vào cái lựa chọn của mình tin rằng là mình sẽ học được cái điều bổ ích, và vì thế mình sẽ có cái sự hào hứng, có cái động lực để mình theo học và mình học tốt hơn. Các bạn có thể đang tự hỏi là vậy nếu mình không có sự lựa chọn thì sao? Mình phải học cái môn mình không thích, phải học với cái giáo viên mà mình không thực sự thoải mái cùng. Thì cái lời khuyên của mình là hãy đi học với một tư duy tích cực. Thực sự mà nói ấy, thì dù các bạn có không thích ấy, nhưng mà học cái gì nó cũng ấm vào thân, nó cũng có một cái kiến thức nào đó mà hữu dụng cho mình sau này. Nếu mình có tư duy cởi mở, mình tích cực, mình ngồi vào học thì ít nhất là mình cũng lựa chọn được cái kiến thức mà nó bổ ích cho mình.
Còn đối với giáo viên mà người ta không có khả năng giảng dạy tốt ấy, thì nếu mà mình ngồi nghe người ta mình không thích ấy, thì coi như là đấy là cái cơ hội cho mình để mình học, mình rút kinh nghiệm, sau này mình thuyết trình ở trên lớp, thuyết trình ở cái nơi làm việc của mình, hay là mình có cơ hội sau này mình làm giảng viên ấy, thì mình cũng rút kinh nghiệm từ đấy để mình trở thành một người giảng viên tốt hơn, một người làm thuyết trình tốt hơn. Khi các bạn đã bắt đầu môn học, bạn đã bắt đầu lấy lớp rồi ấy, thì cái lời khuyên số 1 của mình dành cho các bạn là bắt đầu với tư duy học là để cho mình. Bản thân mình ấy, mình đã từng bị stress rất là nhiều về vấn đề điểm số, rất là nhiều, đến mức độ mình còn nôn ói ra trước kỳ thi vì mình quá là sợ. Và mình cũng luôn có cái căng thẳng làm sao để mình có thể ghi điểm trước giáo sư để mình có cái cơ hội mình đi làm rồi thăng tiến sau này trong cái sự nghiệp học tập của mình. Nhưng mà thực sự những cái stress, những cái lo lắng, những cái kỳ vọng ấy, nó chỉ làm cho mình cảm thấy bất an hơn thôi. Nó khiến cho mình luôn luôn lúng túng, mình ngượng ngùng, mình thiếu tự tin trước mặt người khác. Và mình cũng không tự tin vào cái năng lực của mình khi mình làm bài. Mình cảm thấy là mình luôn có cái áp lực ấy, đè nặng lên mình là mình phải thế này, phải thế kia thì mình mới được cái điểm số mà mình mong muốn, mới được cái sự công nhận mà mình chờ đợi. Khi mà mình nhận ra là mình đang phải đối diện với một điều như thế thì mình mới bắt đầu thay đổi. Thì từ cái thời điểm mà mình quyết định là mình sẽ học cho mình học không vì ai hết, mình không học vì điểm số, mình cũng không học vì cái lời khen, cái sự chú ý của người khác dành cho mình ấy, thì mình mới bắt đầu học tốt lên. Và mình học với cái niềm vui, cái sự phấn khởi, và mình thực sự là nó thoải mái, nó thực tự do ấy, nó không bị gò bó như trước đây nữa. Và chính cái thời gian đấy thì mình mới thấy là cái điểm số của mình tăng lên, và tự nhiên cái sự chú ý, cái sự quan tâm của giáo sư cũng như là những lời khen nó cũng đến một cách tự nhiên hơn. Lời khuyên thứ hai của mình ở trong cái quá trình học ấy là luôn luôn lập kế hoạch từ rất sớm. Ngay từ khi các bạn mới vào một môn học hay một kỳ học ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái thời khóa biểu, cái syllabus. Thì trong syllabus thì nó sẽ thường có cái deadline của từng môn học, bao giờ là lịch thi cuối kỳ, bao giờ là lịch nộp bài cuối năm chẳng hạn. Thì mình sẽ dựa vào những cái deadline đó và mình sẽ để vào trong hai hệ thống. Thứ nhất là hệ thống điện tử qua Google Calendar hoặc là Outlook Calendar. Thứ hai là mình làm ở trên giấy, ở trong quyển sổ tay của mình. Đối với những cái lịch điện tử như là Google Calendar, thì ngoài việc ghi chú hạn nộp bài, mình còn để thêm lời nhắc việc một tuần và 3 ngày trước hạn nộp để chắc chắn là mình có thời gian để hoàn thành công việc. Đối với những đầu việc thường xuyên như bài tập về nhà, sách báo nghiên cứu cần đọc trước giờ học, thì mình còn tự tạo ra thời hạn riêng cho mình ở trong Google Calendar để nhắc việc thường xuyên. Trước khi bắt đầu một tuần mới, mình thường lướt qua lịch làm việc của mình và để xem các deadline nào quan trọng sẽ xảy ra trong tuần này. Sau đó, dựa vào deadline này, mình viết lại vào sổ tay để chia nhỏ đầu việc theo ngày. Thường trong mỗi ngày thì mình cảm thấy là làm được 3 đến 5 đầu việc quan trọng nhất là đã làm một ngày rất là hiệu quả rồi. Tiếp đó, mình sử dụng phương pháp Pomodoro để làm việc một cách hiệu quả nhất. Pomodoro là một phương pháp rất đơn giản, bạn chỉ cần set cái timer trong điện thoại của mình hoặc là trong đồng hồ của mình khoảng 25 phút. Trong 25 phút này, mình chỉ tập trung toàn bộ cho cái công việc trước mắt của mình mà thôi. Sau khi timer kết thúc thì mình sẽ đóng máy và nghỉ 5 phút. Trong 5 phút này thì mình có thể làm tất cả những gì mình muốn như là uống nước này, duỗi tay chân này hoặc là đi ra ngoài đi dạo. Sau khi 5 phút kết thúc thì mình lại trở lại với công việc của mình và lại bật timer trở lại cho 25 phút và bắt đầu một chu trình Pomodoro. Lời khuyên thứ 3 của mình để thành công trong quá trình học đấy là tập trung 100% vào bài giảng. Tất cả những nội dung mà nó liên quan đến bài giảng, ví dụ như là sách này, bài tập về nhà này, hay thậm chí PowerPoint mà giảng viên sử dụng để giảng ở trên lớp này, các bạn đều có thể lấy lại được và xem lại được. Nhưng mà cái lời giảng của giảng viên trực tiếp cho bạn ấy, nó thường chỉ xảy ra một lần thôi. Kể cả bạn có record lại cái bài giảng hoặc là bạn có thu âm lại, thì mình cũng không có cảm giác được như là khi mình nghe trực tiếp, và mình không có cái cơ hội để đặt cái câu hỏi cho giảng viên ngay trực tiếp. Do vậy cái thời gian trên lớp ấy, nó rất là quan trọng. Mình phải cố gắng mình hiểu bài ngay lập tức, hoặc là có câu hỏi là mình hỏi ngay lúc đó ấy, thì mình mới có thể vận động được cái não bộ mình nhớ bài lâu hơn. Quay trở lại với tư duy học là để cho mình, hãy tập trung 100% vào bài giảng. Đừng làm mình tốn thời gian, đừng làm tốn thời gian của giảng viên, và đừng làm tốn tiền bạc của cải của tất cả những cái người mà đã đầu tư cho mình đi học. Điều này lại dẫn đến cái lời khuyên thứ tư của mình trong quá trình học, đấy là luôn ghi chép bài giảng một cách có hệ thống. Bởi vì trong cái quá trình mà mình ghi lại bài thế thì cái não bộ của mình cũng hoạt động, và mình chuyển đổi những cái thông tin, những cái lời nói, cái lời giảng của giảng viên trở thành cái ngôn ngữ của mình. Do vậy cái quá trình mình ghi chép như thế nó giúp cho mình hiểu bài tốt hơn rất là nhiều. Rất nhiều bạn chọn cách ghi chép là đánh máy ở trên máy tính, thì cách này nó rất là tiện và cũng tiện lưu trữ. Nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình vẫn thích cách viết tay hơn.
Mình chỉ ghi chép tất cả các môn học vào cùng một cuốn sổ duy nhất. Có một số lợi ích của việc này. Thứ nhất là mình không phải mang theo nhiều tập vở, rất là dễ quên. Thứ hai là khi mình ghi chép vào cùng một cuốn sổ thì môn nọ có thể bổ sung cho môn kia dễ dàng, kiến thức được áp dụng chéo vào nhau trong khi mình đang học. Thứ ba là với một cuốn sổ duy nhất thì mình học rất tiện, học lúc nào cũng được và mang đi rất dễ dàng. Khi mình chia sẻ phương pháp ghi chép vào một quyển sổ duy nhất như thế này thì rất nhiều bạn hỏi mình là mình có chia sổ hay không? Ví dụ như là môn này học vào đầu sổ, môn kia ở giữa sổ. Thì mình không có chia sổ như thế bởi vì là mình không biết là cái môn này cần phải ghi chép đến đâu để chia sổ. Mình cứ viết liền thôi. Ví dụ như là hôm qua mình học môn toán chẳng hạn thì mình viết vào cái vở môn toán. Hôm sau thì mình môn văn chẳng hạn thì mình dở trang mình viết tiếp vào môn văn. Tuy nhiên có một số cách đánh dấu để các bạn dễ tìm hơn, ví dụ như là mình viết cái môn này bằng một cái màu mực khác hoặc là đánh dấu ở đầu trang đấy là môn nào, hay là có những cái tờ giấy nhắn ấy vào từng trang để bạn biết rằng là à đấy là cái môn đó. Lời khuyên thứ năm của mình trong kỳ học là đọc tài liệu một cách hiệu quả. Hiện nay thì mình học tất cả các môn nào nó cũng đều có tài liệu yêu cầu để mình đọc. Và nếu mà các bạn học ngành xã hội như mình ấy thì tài liệu đọc nó rất là nhiều, nó nhiều lắm luôn ấy. Có những tuần mình phải đọc đến hàng trăm trang hoặc là tới 1000 trang mình cũng đã từng phải đọc. Thì làm sao để mình có thể đọc được hiệu quả thì đây là một kỹ năng rất là quan trọng. Đối với mình ấy thì cái quy tắc số 1 là đừng bao giờ đọc từng chữ một, bởi vì nếu mà mình đọc như thế thì tốn rất nhiều thời gian và mình không nắm được cái ý chính ấy. Mình biết là có rất nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn nào mà sinh viên quốc tế mà học bằng tiếng Anh ấy, thì các bạn vừa đọc bạn vừa tra từ điển rất là chậm và nó tốn rất nhiều thời gian. Thì mình phải luyện tập cho mình cái cách làm sao mình đọc thật nhanh và mình đọc lướt, mình nắm được cái ý chính, sau đó thì mình mới quay lại nếu mà mình cảm thấy cái phần này nó quan trọng mình sẽ đọc kỹ hơn. Nhưng mà trước hết ấy, thì mình phải vượt qua được cái tâm lý là mình phải đọc từng chữ một, mình phải hiểu hết rồi mình mới đọc tiếp, thì mình mới có thể nắm được cái bài tập của mình một cách tốt nhất. Có rất nhiều kỹ thuật đọc nhanh nhưng về cơ bản bạn nên tập trung vào phần tóm tắt hay còn gọi là abstract summary của bài viết. Tập trung cơ bản vào phần mở bài, kết bài và những cái subtitle, những cái tiêu đề của mỗi đoạn văn, cũng như là những cái từ mà nó quan trọng, ví dụ như là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mặc dù, vì thế, cho nên, vân vân. Để ghi chép lại phần bài đọc, mình thường chia cuốn sổ của mình ra làm hai. Bên trái ghi ý chính của bài đọc và bên phải ghi lại những câu hỏi, những suy nghĩ của mình trong quá trình đọc. Với cách này, bạn có thể đọc một cách chủ động thay vì đọc thụ động và luôn có ý tưởng dồi dào để phát biểu trên lớp hoặc là làm bài luận sau này. Mình đã có một bài trên blog ghi lại những cái kỹ thuật đọc của mình, đặc biệt là đối với đọc học thuật, academic reading. Thì nếu các bạn quan tâm, mình sẽ để đường link phía dưới để các bạn có thể tham khảo thêm một cái phương pháp đọc của mình. Cuối cùng là giai đoạn căng thẳng nhất, giai đoạn cuối kỳ học. Ở giai đoạn này thì lời khuyên lớn nhất của mình là tập trung toàn lực vào kỳ thi cuối kỳ. Để có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ thì mình thường cố gắng là chuẩn bị ít nhất một tuần để mình có thể ôn thi hoặc là một tuần để mình có thể viết bài và chỉnh sửa cái bài luận của mình trước khi nộp. Lời khuyên thứ hai của mình là dành cho những bạn nào mà thường xuyên bị chậm, bị delay trong cái quá trình mình học ấy, là đừng nên xin gia hạn, đừng nên xin extension. Bản thân mình đi giảng dạy, mình đã từng cho sinh viên gia hạn vì rất nhiều lý do sức khỏe, rồi là cái lịch trình nó không phù hợp vân vân. Nhưng mà ở cái cương vị của một người đã từng làm học viên ấy, thì bản thân mình đã từng gia hạn và mình cảm thấy rất là kinh khủng. Bởi vì là khi mình xin gia hạn như thế thì mình nghĩ là mình có nhiều thời gian mình sẽ hoàn thành bài tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra không có đâu, bởi vì là mình cảm thấy mình lại càng có thêm lý do để mình trì hoãn, rồi mình cảm thấy áp lực hơn. Ví dụ như khi mà cái kỳ học nó kết thúc, các bạn nộp hết bài rồi, các bạn đi chơi rồi, cái thư viện nó thực sự là nó vắng vẻ rồi ấy, thì mình lại phải đến thư viện, mình lại phải tạo cái động lực của mình để mình học ôn bài, mình phải hoàn thành cái bài thi mà mình vừa xin gia hạn. Nó rất là cực, nó rất là mệt ạ. Và đến khi mà mình nộp bài rồi ấy, mình rất là đuối và thậm chí còn bị giáo viên trừ điểm nữa bởi vì là mình xin gia hạn. Do vậy cái lời khuyên sương máu của mình á là trừ vào cái hoàn cảnh mà nó bần cùng bất đắc dĩ, mình không thể nào mình nộp bài đúng hạn được ấy, thì mình hẵng xin gia hạn. Còn nếu mà mình có thể thúc đẩy bản thân mình nộp bài đúng hạn ấy, thì là cái điều tốt nhất. Lời khuyên thứ ba của mình ở giai đoạn cuối kỳ đấy là luôn cảm ơn và xin phản hồi từ giáo sư. Thông thường khi giáo sư trả bài cuối kỳ hoặc là trả trực tiếp cho mình hoặc là qua email hoặc là mình nhận được cái điểm số ấy, thì mình hay email cảm ơn giáo sư. Mình viết một cách rất chân thành thôi chứ không cần phải văn hoa sáo rỗng, không cần phải nịnh nọt gì hết. Mình chỉ nói rằng là mình cảm ơn bởi vì là giáo sư đã dành thời gian để dạy cái môn học này. Mình nói ra một số điều mình học được từ cái môn học đấy. Lúc nào cũng có một cái điều gì đó mà mình học được mới, đúng không ạ? Thì mình nói ra là mình thích cái điều này, đấy là cái điều mới mà mình học được.
và mình hay hỏi phản hồi của giáo sư về bài tập của mình. Ví dụ như là mình nộp bài cuối kỳ mà giáo sư trả lại được 80 điểm chẳng hạn, thì mình sẽ không phàn nàn để đòi điểm thêm, nhưng mà mình hỏi là vậy cái nhận xét của giáo sư về bài này như thế nào, có cách nào để em có thể làm cho cái điểm số của mình tốt hơn trong bài tiếp theo hay không. Mình có thể nói rằng là em có dự định là sẽ phát triển thêm cái đề tài này, làm cái bài tập này trong tương lai, ví dụ như là mình có thể thuyết trình trong hội thảo này, hay là mình biến cái bài tập này thành xuất bản này, hay là mình chỉ là để chia sẻ cái kiến thức này cho mọi người thôi. Thế nên mình sẽ muốn hỏi ý kiến của giáo sư xem là có cái điều gì mình nên làm để có thể phát triển hơn được không. Thì theo cái kinh nghiệm của mình ấy, bản thân mình cũng đã từng giảng dạy rồi, thì mình rất là thích những sinh viên, những cái học viên mà người ta đặt ra những câu hỏi như thế, bởi vì là ai cũng thích nhận được cái lời phản hồi từ học viên và biết được là học viên muốn mình đóng góp, mình nhận xét để người ta tốt lên, thì ai cũng thích và ai cũng ấn tượng về cái điều này. Như vậy là bản thân mình vừa học được thêm cái điều mới, mình lại vừa có sự kết nối với giáo sư và giáo sư cũng có ấn tượng tốt về mình. Đó là tất cả những lời khuyên và phương pháp mình thường sử dụng để đạt được điểm tối đa 4.0 trên 4.0 cho cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ. Ngoài ra, nếu các bạn quan tâm đến những chia sẻ gần gũi hơn, sâu sắc hơn và đa dạng hơn của mình ấy, thì hãy check out podcast The Present Writer. Podcast của mình có thể nghe trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc là nghe trên trang web của mình thepresentwriter.com/podcast. Mình hy vọng là có thể kết nối thêm với các bạn ở những nền tảng khác. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!